Hồi ký Trại Kiên Giam của tác giả Nguyễn Chí Thiện, tập thứ 18. Xin mời bà con mình cùng nghe tiếp. Đêm giao thừa nằm nhớ nhà, người tù muốn dùng giây phút yên lặng thiêng liêng đó để trầm tư cho rõ lại thân phận mình và những nỗi lầm của mình trong thời gian qua. Vì cuốn hút bởi cuộc sống, với những thành công cũng như thất bại, sung sướng hạnh phúc hoặc chán nản thất chí, người tù đều không có dịp để suy tư. Người tù đã thấy được cái tội lỗi của mình với nhân dân, cái tội buông súng không chiến đấu để bảo vệ cuộc sống tự do no ấm cho toàn dân. Và người tù ước mơ có dịp chiến đấu trở lại. Gặp gỡ đều đặn các anh em trong nhóm cổ phố, trước tiên tôi khuyên họ nên đọc sách. Trong nhà văn hóa có nhiều sách. Nếu anh em thấy cuốn Tư bản luận khó đọc, thì đọc cuốn sách do Lenin viết, đọc để tìm hiểu thêm về Cộng sản. Cần đọc và chỉ đọc Lenin cũng đủ vì sách của Hồ Chí Minh hay các tác giả miền Bắc chỉ là những sách lặp lại những gì Lenin đã viết. Cộng sản Việt Nam muốn thần thánh hóa Hồ Chí Minh, ông ta có viết sách, làm thơ, nhưng tất cả ý kiến đều là lặp lại, góp nhặt. Hồ là một người đạo văn, đạo thơ trắng trợn nhất. Ở tù có 40 ngày, ông ta viết tập thơ Ngục Trung Nhật Ký. Khi đọc đường thi, mới biết ông ta cóp đường thi. Có bài cóp nguyên chỉ sửa lại vài chữ. Ý của ông chỉ lặp lại ý của người xưa mà không ghi xuất xứ. Anh em, trẻ hầu hết đều chống việc đọc sách của Việt Cộng. Cách thức tuyên truyền, cái gì của địch cũng xấu, cũng dở, và ngăn cấm tiếp xúc, tìm hiểu địch và cách thức của đảng Cộng sản đối với đảng viên và dân chúng của vùng họ cai trị, luôn luôn buộc đảng viên và người dân tin vào lãnh tụ và chỉ biết lý luận một chiều. Nhưng phía Việt Nam Cộng Hòa, các chính phủ trước cũng có sai lầm là cấm đọc sách Cộng sản, nên sự hiểu biết về Cộng sản quá ít. Chúng ta đã theo chính sách giáo dục khai phóng, dân chúng có thể sử dụng mọi phương tiện truyền thông để tìm hiểu, thì không thể ngăn cấm bất cứ điều gì. Trong hoàn cảnh giao thời tranh tối tranh sáng của lịch sử, dân chưa đủ kiến thức và kinh nghiệm để học hỏi, họ có thể nhận định chưa chính xác, thì chính quyền cũng không nên ngăn cấm, mà chỉ bổ khuyết bằng sự giải thích. Trong nhà tù, những người có ý thức chống cộng càng phải đọc sách của họ, và vừa đọc vừa đối chiếu với thực tế, rất dễ tìm ra những sai lầm của họ và hệ thống hóa những điều hiểu biết đó để chia sẻ với nhau. Chúng tôi đã lợi dụng được những bữa cơm, những buổi trưa nghỉ để trao đổi với nhau một số đề tài. 1. Các lý luận của các Marx trong tập Tư bản luận dựa trên sự đơn giản quá mức của sinh hoạt kinh tế vốn phức tạp và sinh động. Do đó, khám phá về thặng dư giá trị không đứng vững đưa đến kết luận về giai cấp bóc lột và bị bóc lột cũng sai. Vì hiện tại đã cho thấy, trong sự giao dịch giữa hai con người, hai tổ chức, hai quốc gia có thể đạt được lợi ích cho cả hai bên, không cứ phải một bên có lợi và một bên bị bất lợi. Khối lượng tư bản được sử dụng trong quá trình sản xuất không phải để bóc lột giá trị thặng dư, mà chính yếu là tái đầu tư tạo điều kiện để đẩy mạnh nguồn máy sản xuất. 2. Chế độ Cộng sản chỉ phát triển tại các nước chậm tiến nghèo đói, mà không thể phát triển được ở các nước tư bản, như Marx và Engels tuyên đoán. Tại các nước tư bản, chủ thuyết Cộng sản là một tư tưởng đối lập, để xã hội tư bản điều chỉnh những nhược điểm của họ, nên các nước tư bản tổ chức xã hội càng ngày càng hoàn chỉnh hơn. Trái với sự tiên đoán của Marx là tư bản sẽ dễ chết. 3. Lợi dụng được hoàn cảnh lịch sử và xã hội đầy bất công của chế độ Sa Hoàng, Lenin thành lập và phát triển đảng Cộng sản, thành công để cướp chính quyền. Đảng Cộng sản và chủ trương bạo lực là phương tiện để các nhà lãnh đạo củng cố chính quyền độc tài của mình, biến người dân thành một công cụ sản xuất. Tập trung dân chủ là một thuật ngữ để biện minh cho tính độc tài. Đấu tranh giai cấp là một đường lối để tiêu diệt kẻ đối lập.
chính quyền cộng sản trở nên lạc hậu hơn chính quyền quân chủ và phong kiến. Không giải phóng giai cấp bị bóc lột mà họ biến đảng viên cộng sản thành một giai cấp mới, bóc lột nhiều hơn bất cứ nhân viên các chính quyền từ trước đến nay. 4. Tôn sùng thần thánh hóa lãnh tụ. Đảng viên tin tưởng cuồng tín vào lãnh tụ. Đảng Cộng sản trở thành một tôn giáo xây dựng trên lòng thù hận. Mọi tôn giáo đều xây dựng trên tình thương đã tồn tại. Tôn giáo xây dựng trên thù hận không thể tồn tại được, vì trái thiên nhiên, đi ngược lại tính người và ước vọng của con người. Chủ trương đấu tranh giai cấp từ 1976 đã bị một số đảng Cộng sản ở Tây Phương như Cộng sản Ý, Cộng sản Pháp, Cộng sản Nhật, là ba đảng cộng sản lớn ở các nước tư bản từ bỏ. 5. Phong trào chống cộng đang âm ỉ không dứt tại các nước Đông Âu và định ước Helsinki năm 1976 sẽ tạo điều kiện để các phong trào đó lớn mạnh. 6. Mâu thuẫn Trung Quốc-Liên Xô không thể hàn gắn được. Trung Quốc đang đi tìm một đường hướng mới và muốn chứng tỏ mình là một mẫu mực phát triển cho các nước thế giới thứ ba, một chính quyền mạnh và một chủ trương kinh tế cởi mở. 7. Thuyết bốn thế giới của Brzezinski nhằm đẩy mạnh sự chia rẽ của khối cộng sản. Ba Lan là một điểm quan trọng để thực thi học thuyết đó, vì Brzezinski là người Ba Lan di cư. 8. Tại Việt Nam, cộng sản dùng chiến tranh giải phóng để ngụy trang cho cuộc xâm lăng của cộng sản quốc tế. Lenin đã viết rõ hai sách lược cách mạng, trong đó cuộc cách mạng dân chủ nhân dân là bước một để đi tới cách mạng xã hội chủ nghĩa. Chiến tranh giải phóng dân tộc là áp dụng linh động chiến lược đó. 9. Các lý thuyết gia cộng sản đang truyền bá và cổ vũ cho lý luận về ba dòng thác cách mạng. Sự tin tưởng này không còn vững, vì dòng thác số 1, khối cộng sản thế giới chỉ là một đế quốc do Liên Xô chi phối, đang có nguy cơ tan vỡ. Vì tinh thần quốc gia của nhân dân Đông Âu luôn luôn muốn nước họ độc lập với Liên Xô, gây ra một sự chia rẽ mà thế giới Tây Phương đang đẩy mạnh. Ngoài sự chia rẽ đã có giữa Liên Xô và Trung Quốc, dòng thác 2, phong trào giải phóng dân tộc sẽ kết thúc khi các nước nhược tiểu độc lập. Thuyết bốn thế giới của Brzezinski cũng giải tỏa không còn tương quan thuộc địa và mẫu quốc. Do đó, các nhà lãnh đạo ở các quốc gia này có tự do chọn lựa mô thức phát triển của họ. Họ không có nguy cơ bị lệ thuộc trở lại mẫu quốc, nên không bị đẩy một cách tự nhiên về phía cộng sản. Dòng thác thứ ba cộng sản mong đợi là các phong trào đòi dân sinh ở các nước tư bản. Hệ thống an ninh xã hội ở các nước tư bản giải quyết hầu hết mâu thuẫn chủ nhân và công nhân, tạo sự gắn bó quyền lợi của công nhân vào nhà máy. Ưu điểm quản trị của Nhật Bản, nếu có đấu tranh chỉ là những phản ứng và đòi hỏi nhỏ, sẽ được giải quyết thỏa đáng với sự trọng tài của chính quyền. Do đó, những vận động đó không thể là phong trào làm sụp đổ tư bản như Cộng sản mong đợi. 10. Chế độ tư bản không phải là mẫu mực lý tưởng, nhưng so với chế độ cộng sản thì vẫn hơn. Người công nhân trong chế độ tư bản cũng phải làm để phục vụ quyền lợi chủ nhân, nhưng họ được tự do và no ấm. Trái lại, công nhân trong chế độ cộng sản được gọi là làm chủ xã hội, nhưng không có tự do và bị nhà nước và đảng cộng sản bóc lột. 11. Các tác giả cộng sản thường chỉ trích nạn thất nghiệp trong xã hội tư bản. Điều này đúng, nhưng tư bản đã giải quyết một phần nhờ quỹ thất nghiệp và chế độ an sinh xã hội. Chế độ cộng sản tự hào là mọi người có việc làm, không bị thất nghiệp. Nhưng thực tế, nhân công bị bóc lột, lương không đủ sống, làm việc không năng suất, tạo tình trạng thất nghiệp trá hình cho cả xã hội. Trong khi đó, đảng và nhà nước tập trung thành phần ăn bám không sản xuất quá đông đảo. 12. Vì hoàn cảnh lịch sử Việt Nam, Việt Cộng sử dụng hữu hiệu lá bài giành độc lập dân tộc, và họ dùng cả viện sử học để lý luận cho tính dân tộc, và tự nhận là thành phần yêu nước, trong lúc họ miệt thị các thành phần dân chúng khác.
càng dùng lịch sử để ngụy chứng dân tộc cộng sản càng đi xa căn bản của họ là chính sách quốc tế. Khi nhu cầu giải phóng dân tộc không còn nữa, tuyên bố xây dựng xã hội chủ nghĩa, họ đã đi ngược lại, tự mâu thuẫn với quá khứ. 13. Lịch sử Việt Nam không cần thiết phải qua giai đoạn xây dựng xã hội chủ nghĩa, và Marxist không thích hợp với văn hóa Việt Nam. Văn hóa Việt Nam là một văn hóa hội nhập và lục lửa của Nho, Thích Lão và Kitô. Văn hóa Việt Nam không chủ trương độc tôn như Marxist. Dân tộc Việt Nam là một dân tộc thống nhất. Sự chia rẽ là do các âm mưu của nhà cầm quyền, nên chủ trương phân chia giai cấp, đấu tranh tiêu diệt thành phần dân tộc khác là sai lầm. Xã hội Việt Nam không có giai cấp tính. Những thứ bậc trong xã hội thay đổi rất nhanh qua cố gắng của mỗi người. 14. Hồ Chí Minh là con người cộng sản quốc tế, cũng từ một người yêu nước đi tìm đường giải phóng dân tộc khỏi ách nô lệ Pháp. Hồ Chí Minh quá tin vào chủ nghĩa cộng sản, và nhờ sự giúp đỡ của cộng sản quốc tế, ông đã đoạt được chính quyền trong tay thực dân Pháp, lại đưa dân tộc vào con đường nô lệ mới, nô lệ tư tưởng Marxist và nô lệ cho đế quốc Liên Xô và Trung Quốc. Vì Hồ Chí Minh là đảng viên cộng sản quốc tế, nên trong cuộc chiến tranh ý thức hệ sau đệ nhị thế chiến, Việt Nam trở thành một chiến trường tranh chấp và thử nghiệm của hai thế lực quốc tế. Dân tộc Việt Nam phải điêu linh và chết chóc hàng chục triệu người. Nếu ông Hồ Chí Minh là người quốc gia, việc thu hồi độc lập ở Việt Nam dễ dàng hơn, không tốn xương máu, vì phù hợp với phong trào giải thực, kinh nghiệm các nước Indonesia, Malaysia, Miến Điện. Thu hồi độc lập dễ dàng là một minh chứng. Sau năm 1975, nhiều nhà trí thức đã lập thuyết nhằm chống lại thuyết cộng sản. Ai cũng nghĩ là một trong những khuyết điểm của chính quyền cũ là họ đều hành động chống cộng không có lý thuyết. Việc lập thuyết là việc của những bậc trí thức, triết gia. Chúng tôi cũng chờ đợi để có lý thuyết hướng dẫn tư tưởng và có người lãnh đạo. Ở vị trí một người kém hiểu biết về triết học, chúng tôi chỉ đọc và suy nghiệm một số ý kiến để trao đổi với nhau, để cùng nhau giữ một niềm tin và một chút hơi nóng, để chống lại âm mưu hủy diệt của địch, và để làm cho thời gian ở tù bớt vô ích, tạo điều kiện cho đầu óc làm việc. Trí óc không làm việc, con người trở nên yếu hèn và mụ mẫm đi. Trong lâu dài, con người sẽ trở nên đờ đẫn hết sinh khí. Đó là chủ trương tiêu diệt sức đề kháng của cộng sản. Cần phải chống lại chủ trương đó bằng cách giữ cho được sức đề kháng, dù phải trả những giá đắt trong xà lim. Suy nghĩ về tổ chức đảng và chính quyền cộng sản. Chúng tôi nhận thấy cộng sản là một tổ chức đồ sộ gồm hai hệ thống đảng và chính quyền. Bên cạnh đó còn có những đoàn thể ngoại vi, đoàn đội. Một tổ chức phải có quy luật của nó, nên muốn hiểu cộng sản phải tìm cho ra các quy luật điều hành bộ máy đó. Khuynh hướng phát triển tự nhiên của các guồng máy là càng ngày càng bành trướng, đưa đến sự phí phạm nhân lực và tài chánh bởi những khu vực vô ích hoặc không hợp thời. Tính nguyên tắc và sự bó buộc tôn trọng nguyên tắc đưa đến tính thư lại bằng giấy, kém hiệu năng. Cán bộ trong một hệ thống tổ chức vừa nặng nề, thư lại vừa độc đoán tàn nhẫn như vậy không thể nào có sáng kiến, vì rõ ràng là sáng kiến. Nếu đúng, không đem cho họ một lợi ích nào hoặc rất ít. Ngược lại, nếu sai, họ sẽ bị trừng phạt một cách rất nặng. Từ đó, thái độ đương nhiên là họ phải tìm cách bảo vệ bản thân bằng cách dựa vào luật lệ cứng nhắc và sự trình báo tốn thì giờ. Kết lại, trong một tổ chức như vậy, nếu người lãnh đạo muốn phục vụ dân, thì tổ chức cũng không phục vụ được. Muốn sửa đổi không thể sửa đổi được. Đảng Cộng sản chỉ có thể là phương tiện tranh đoạt chính quyền mà không thể làm cách mạng xã hội. Trường hợp ở nhà tù, cán bộ quản lý ở trại trình gia hạn bản án tập trung để Bộ Nội vụ sẽ thuận đề nghị một cách rất dễ dàng. Nhưng ngược lại, nếu trình xin thả một người tù rất khó khăn và có thể đưa đến cho người đề nghị nhiều phiền toái nếu người tù được tha lại tái phạm.
chính sách của Cộng sản đã phi nhân, tàn nhẫn, mà tổ chức chính quyền còn làm cho sự tàn nhẫn đó tăng thêm nữa. Hệ quả khác của tính tổ chức là Cộng sản nhằm tiêu diệt các tổ chức đối kháng một cách triệt để. Lenin đã phân biệt một hành động có tính tự giác và tính tự phát. Họ đánh giá cao tính tự giác. Do đó, kinh nghiệm rút ra là đừng để Cộng sản phát hiện tính cách tổ chức khi hoạt động. Nếu bị phát giác làm cho họ tin đó là hành động cá nhân lẻ tẻ. Vì sao? Vì số các em càng đông không thể ngồi nói chuyện được. Anh em đề nghị làm tài liệu viết. Thể thức này rất khó khăn và tốn thì giờ, nguy hiểm và dễ bị khám phá. Và khi khám phá thì không chối được yếu tố buộc tội. Tuy nhiên, nó có lợi là có thể phổ biến được rộng rãi hơn. Công việc làm cũng trở nên quan trọng hơn. Tập đức tính cẩn thận cho anh em khi làm việc, khi đọc. Và có thể càng làm việc khó, anh em trở nên gắn bó hơn. Chúng tôi bắt đầu phổ biến tài liệu viết, đặt tên là tập rèn luyện. Thể thức phổ biến là tập các địa điểm họp thư tại sân khấu hội trường. Anh em thân thiết tin cậy, được chỉ những họp thư đó, đọc xong để lại và thống nhất cách khai nếu bị bắt. Khai là lộn được tò mò đọc chơi không biết của ai. Những anh em có nhiệm vụ lên khuôn, cố gắng viết chữ in và tránh nét chữ quen thuộc của mình để tránh điều tra phát hiện. Tài liệu rèn luyện được duy trì cho tới tháng 3 năm 1979, đa số anh em chuyển trại vào khu nhà xây mới chấm dứt. Đến giữa năm 1978, tù bên phía trình diện bắt đầu thất vọng vì hết hạn 3 năm, họ không được thả theo chính sách quy định. Cái buồn của anh em trình diện, nhưng là cái thuận lợi chung của trại tù. Anh em trình diện bắt đầu hiểu Cộng sản hơn, sự cách biệt giữa hai thành phần tù được xóa đi và tù sống thông cảm nhau hơn. Anh em tham gia nếp sống chung ở trại hơn là tìm cách đi riêng để tìm thuận lợi cho bọn cán bộ Cộng sản ban phát. Chúng tôi được anh em đội nhà bếp thông báo trong lần chở bắp đi đổi khoai mì. Cán bộ hậu cần và cán bộ quản giáo nhà bếp thông đồng nhau trở về 10 tấn khoai mì thối của kho thực phẩm huyện Xuân Lộc. Trại sản xuất chính là ngô trắng. Ngô dùng ăn độn là phần tự túc của trại cùng với phần tiêu chuẩn gạo của Bộ Nội vụ. Theo công thức đổi các loại lương thực của nhà nước Việt Cộng đề ra là gạo 2, ngô 3, khoai lang 4, khoai mì tức 1 ký đổi 4 ký khoai mì. Như vậy, tiêu chuẩn phần ăn là 15 kg gạo cho mỗi người tù trong một tháng. Nếu độn 50% thì đáng lẽ phải ăn 7 kg rưỡi gạo, cộng 15 kg ngô hoặc 7 kg rưỡi gạo, cộng 22 kg rưỡi khoai lang, hay 30 kg khoai mì. Nhưng quản lý trại đã ăn gian chỉ cho ăn 7 kg rưỡi gạo, cộng 7 kg rưỡi ngô hoặc 7 kg rưỡi khoai các loại. Tức là giảm lượt tiêu chuẩn tổng cộng chỉ 15 kg, dù ăn loại lương thực nào. Đó là bước gian lận thứ nhất. Bước thứ hai là chúng đem ngô trắng chúng tôi sản xuất ra kho huyện, đổi thành ngô đỏ. Giá ngô trắng gấp đôi giá ngô đỏ. Đến năm 1978 thì mức độ càng cao, chúng càng ăn gian qua bước thứ ba là đem ngô đổi khoai mì khô. Tù nhân vẫn chịu đựng. Họ sống nhờ vào quà gia đình thăm. Người không có gia đình tiếp tế thì nhờ anh em khác hay là phải khắc phục. Tù càng chịu đựng chúng càng tăng thêm sự bóc lột. Ban quản lý ăn gian từ ngô ra sắn. Hai thằng cán bộ lẻ tẻ lại ăn gian bằng cách nhận sắn một thối của kho hợp tác xã để lấy tiền riêng. Nhà bếp lưu ý, nếu anh em không có ý kiến thì sẽ ăn khoai mì thối dài dài vì ngoài huyện cả kho hàng mấy trăm tấn bị hư hỏng vì quản lý kém, ngoài việc đẩy cho tù chịu, họ không có cách giải quyết khác. Hội ý chớp nhoáng, nhiều anh em, các đội đưa đến quyết định là lần phát khoai mì thối đầu tiên sẽ trả lại không nhận. Kết quả 23 đội tù ở phân trại, trừ đội 1 Hoàng gia, toàn anh em tù có thân thế đi làm các công tác lẻ, tức công tác phục dịch cán bộ và giữ an ninh trật tự. Các chức vụ tự quản coi nhà thăm nuôi, văn hóa, y tế, chăn nuôi. Đội 1 xe be là đội được tin tưởng, đi làm xa lấy gỗ trong rừng sâu,
làm lợi cho giám thị trại và đội 23 của đội trưởng thiếu úy cảnh sát Nghĩa. Còn 20 đội gồm cả hai phần trình diện và bị bắt đều không nhận khoai mì thối. Thiếu úy Nghĩa, người đã cương quyết giúp đỡ cho anh em cải tạo, tức là báo cáo rất kỹ hành động của các bạn tù trong đội anh. Đồng thời anh đã góp ý kiến rất nổi danh để xây dựng trại, xin cho tù đi làm ngày mưa. Vì theo anh, mưa lớn xem như mưa nhỏ xem như không mưa. Ban chỉ huy không chấp nhận, cho tù nghỉ mưa không phải chúng thương tù phải lao động dưới mưa ướt, mà chúng sợ nhân trời mưa tù trốn. 20 đội trả phần ăn để phản đối, lần đầu tiên xảy ra trong trại tù Xuân Lộc. Cộng sản luôn luôn đấu tranh trong nhà tù, mục đích để đạt được điều chúng đòi hỏi, nhưng đồng thời là kỹ thuật rèn luyện cán bộ. Cán bộ được tổ chức học tập luôn luôn phải có hành động cụ thể như là học tập. Cái gì cộng sản thường làm thì chúng ngăn cấm người khác làm. Chúng học văn hóa trong trại tù, chúng ngăn cấm tù học văn hóa. Chúng thường đấu tranh trong nhà tù, chúng quyết liệt tiêu diệt đấu tranh. Thượng úy Vinh, trại phó kiêm phân trại trưởng, họp các đội trưởng và đích thân xem xét lại thức ăn. Các đội trưởng hoan hỷ khi nghe hắn nói, đúng là khoai thối, lợn cũng không ăn được. Hắn chỉ thị nhà bếp ra kho cán bộ đem gạo về nấu ngay phần cơm bù thế, và ngày mai chở khoai mì thối ra lấy gạo. Anh em được một bữa bàn tán và khỏi sinh hoạt trước giờ ngủ. 9 giờ tối nhận bữa cơm trắng ngon lành. Quyết định có tên phân trại trưởng quá dễ dàng và quá dễ thương, nên chúng tôi rất nghi ngờ. Thông báo anh em cẩn thận để tránh sự điều tra và thu lượm tin tức của hệ thống anten. Quá phấn khởi trước sự đồng lòng của anh em tù không nhận khoai mì thối, anh Trần Danh Sang họp nhóm anh em trẻ mới gia nhập tổ chức nhân quyền của anh để biểu dương thành tích. Việc làm của anh Sang đem lại cho anh hai điều hại. Anh bị bọn anten phát hiện, báo cáo đồng thời gây ra một sự mất đoàn kết. Các nhóm chính trị khác chỉ trích anh là người cướp công, vì việc trả khoai là hành động chung của toàn thể người tù, không riêng gì của tổ chức chính trị nào. Anh Trần Danh Sang là một luật sư tại Đà Nẵng, một người có kiến thức rất uyên bác và nhiều ý kiến sâu sắc. Anh là mẫu người trí thức, dám dấn thân để đấu tranh, dám làm, dám chịu. Trong thời gian ở trại tạm giam và sau này ở trại lao động, lúc nào anh Sang cũng tuyên truyền các lý luận chống cộng, tổ chức và thúc đẩy đấu tranh. Anh Sang có ưu điểm là sự chịu đựng bền bỉ, tính kiên trì đáng phục. Ngay khi bị cầm chân trong xà lim tối, anh Sang vẫn đều đặn tập thể dục để giữ cho thân thể không hủy hoại tê liệt và luôn luôn suy nghĩ và trao đổi ý kiến và lý luận chống cộng sản với người khác, sinh hoạt và tập thể dục trong xà lim để chống lại sự hủy hoại và sự chết là một kinh nghiệm quý báu của anh Sang, đã giúp chúng tôi tồn tại sau những thời gian bị giam cầm kỷ luật, có những lần kéo dài hơn cả 2 năm. Trần Danh Sang bị bắt giam vào xà lim vì bị xem như là người cầm đầu xúi dục đấu tranh trả khoai mì thối. Tinh thần anh em lung lay, sợ hãi, nên tên Thượng Quý Vinh cho trở lại 10 tấn khoai mì thối. Anh em không ăn được thì lấy đổ đi không trả lại nữa. Qua kinh nghiệm này, chúng tôi rút được một kết luận là cộng sản quan niệm mọi hành động đều phải có người cầm đầu xúi dục. Và khi chúng tìm ra người lãnh đạo hay gắn cho một người nào đó trách nhiệm lãnh đạo, thì công việc xem như đã giải quyết phần lớn, chúng cũng không truy cứu tiếp tục. Chúng tôi khẳng định đấu tranh trong nhà tù cộng sản chỉ nhằm mục đích duy nhất là duy trì sự phản kháng để nhà tù không phải chỉ là nơi người tù cam chịu một cách tồi tệ, nhục nhã. Cuộc đấu tranh trong nhà tù hoàn toàn đơn độc, khác với trường hợp tù nhân cộng sản trước kia. Họ đấu tranh có tổ chức, có lãnh đạo và liên hợp với bên ngoài và còn đạt được sự ủng hộ của dư luận quốc tế do mặt trận ngoại giao của họ đem lại. Họ đấu tranh để thắng, tù nhân chúng tôi đấu tranh chỉ để truyền cho nhau chút hơi ấm và một niềm tin tương đối mỏng manh, đấu tranh để giữ danh dự. Sau thời hạn 3 năm, anh em không được về đã làm nhiều người thức tỉnh và họ chịu hiểu hơn về cộng sản.
Cán bộ trại chính thức giải thích 3 năm chỉ là một mốc thời gian. Như vậy, người tù cải tạo có thể ở 3 năm, 6 năm, 9 năm, 12 năm hay 15 năm. Thuật ngữ tập trung cải tạo đã đánh lừa được nhiều người. Rất nhiều người, kể cả người Việt Nam cũng lầm tưởng là tập trung cải tạo không phải là tù hoặc nhẹ hơn tù có án. Khởi đầu mức độ tội phạm của họ là nhẹ, nhưng khi thụ hình cũng cùng một quy chế như người có án, từ việc mặc quần áo có đóng dấu, mức lao động, chế độ ăn uống hoàn toàn như nhau. Sự khác biệt chỉ ở vấn đề quản lý hồ sơ. Một người tù có án do tòa phán quyết, khi thụ hình, công an quản lý họ, trách nhiệm công an phải theo dõi và ghi hồ sơ cải tạo. Nhưng thực tế, công an quản lý không bị gắn chặt vào trách nhiệm với người tù, nên nếu người tù không phạm một tội nặng khác, họ sẽ được thả ra khi hết án. Ngoài ra, luật pháp của Cộng sản cũng có cơ hội đặc xá, giảm án hàng năm cho tù có án. Ngược lại, đối với tù cải tạo tập trung, khởi đầu mức độ tội phạm nhẹ, tòa án không thụ lý, giao quyền cho công an xử, trên quan điểm bảo vệ an ninh xã hội. Công an có quyền xử tập trung mọi người trong thời hạn 3 năm, có tái hạn. Sự tàn nhẫn nhất là quyền tái hạn tập trung trong 3 năm và không có giới hạn, tức là hết 3 năm gia hạn thêm 3 năm khác, nếu họ kết luận người tù chưa cải tạo tốt. Từ cơ quan công an xử lý tội tức, các ty sở công an giao qua công an quản lý tức cục quản lý trại giam, mà đại diện là bộ chỉ huy các trại tù. Công an ở trại cải tạo có trách nhiệm quản lý và theo dõi thái độ cải tạo của người tù tập trung cải tạo, và họ có quyền đề nghị gia hạn hay xét tha sau suốt các mốc cải tạo 3 năm. Nguyên tắc thì không khác với sự quản lý tù có án, nhưng đối với cơ quan công an, tội trạng của tù có án đã được tòa án quyết định rồi, trách nhiệm của họ với người tù có án không quan trọng, trái lại trách nhiệm của công an quản lý với người tù tập trung rất nặng nề. Trong một hệ thống chính quyền đầy tính thư lại, nặng nề và tàn nhẫn, cơ quan công an quản lý phải tự bảo vệ họ trước, nên họ không dám đề nghị xét tha rộng rãi cho tù cải tạo. Họ phê xấu để gia hạn tập trung là một việc thông thường, nhẹ nhàng nhưng rất tàn nhẫn. Ngoài ra cũng từ tính thư lại, tắc trách của hệ thống chính quyền quản lý đó, những đề nghị xấu, tức đề nghị gia hạn tập trung lại được chấp thuận dễ dàng ở Bộ Nội vụ, mà đề nghị xét tha thì rất khó được chấp thuận, vì qua mọi cấp độ quyền hành họ cắt bớt, sợ trách nhiệm là đặc tính của chính quyền Cộng sản, làm họ giải quyết chậm chạp mọi việc. Do đó, trên thực tế, vận mạng của người tù cải tạo tập trung được quyết định tăng án ở cấp thấp nhất và được quyết định thả ra ở cấp cao nhất. Một lỗi nhỏ trong thời gian thụ hình như ăn cắp một củ khoai bị phạt 7 ngày giam xà lim sẽ không ảnh hưởng đến việc tha ra trại khi mãn án đối với người tù có án. Nhưng cùng với lỗi lầm nhỏ đó là một yếu tố chắc chắn để gia hạn tập trung 3 năm khác. Một phường trưởng, một công an khu vực có thể đề nghị tập trung cải tạo một người dân, nhưng khi thả ra, cấp quyết định cấp thấp nhất phải là Thứ trưởng Bộ Nội vụ, chiếu đề nghị của Cục trưởng Quản lý Trại giam. Về phía tập trung cải tạo hình sự, có nhiều trường hợp điển hình cụ thể. Thời gian 1975-1976, khi người dân miền Nam chưa hiểu ý nghĩa của sự học tập cải tạo, có nhiều gia đình có con ngỗ nghịch hay bỏ học, khuyên răng không được, đưa lên phường nhờ giáo dục. Phường đề nghị đưa đi tập trung cải tạo. Sau thời gian gia đình thấy đủ để phạt con em mình, làm đơn xin cho con được tha, phường không có thẩm quyền tha, đưa lên quận cũng không có quyền tha, sở cũng không có quyền, vì quyết định tha phải từ bộ, sở, chỉ làm đề nghị và chuyển đơn của gia đình lên bộ. Bộ chưa cứu xét thì đứa con đã chết trong trại cải tạo vì sốt rét. Đó là phân tích trên ý kiến là các cán bộ ở mọi cấp của Cộng sản có thiện chí giúp người dân mà họ cũng đành bất lực trước nguyên tắc của tổ chức. Trong khi thực tế, người cán bộ Cộng sản không dễ thương như vậy, tuyệt đại đa số là những người rất ác, vì đảng dạy cho họ hận thù mà không dạy cho họ tình thương.
Con người bản chất có tính ác và tính thiện, nhưng tính ác dễ phát triển hơn tính thiện. Điều kiện xã hội tốt, tính thiện phát triển, cô lập tính ác. Điều kiện xã hội xấu, tính ác phát triển, tiêu diệt tính thiện. Xã hội cộng sản, con người chỉ phát triển tính ác. Tóm lại, chế độ cộng sản được xây dựng trên một lý thuyết sai lầm, dùng hận thù làm một động lực kết hợp và phát triển, khai thác tính ác, tính xấu và tính đấu kỵ, bần tiện của con người, tổ chức nặng nề và thư lại, nên chế độ cộng sản là một chế độ cực kỳ xấu xa. Con người cộng sản hầu hết là những người độc ác và đê tiện, dân chúng sống trong chế độ cộng sản cực kỳ nghèo đói khổ sở. Tập thứ 18 đến đây chấm dứt. Xin mời bà con mình nghe tiếp tập thứ 19.